Chào mừng các con đến với bài giảng trực tuyến môn mỹ thuật lớp 4. Ở tiết học trước, các con đã được vẽ tranh, nặn tạo dáng về con vật. Tiết học này, chúng mình sẽ tiếp tục được sáng tạo qua tiết 3 của chủ đề Chúng em với thế giới động vật. Để giờ học mỹ thuật đạt kết quả tốt nhất, các con cần chuẩn bị những đồ dùng sau: vỏ hộp giấy, các loại vật liệu khác tìm được như vỏ hộp sữa chua, chai nhựa, giấy bìa, kéo, băng dính hai mặt hoặc hồ dán, vân vân. Mục tiêu của bài học: các con nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc, các bộ phận và môi trường sống của một số con vật. Tạo dáng được hình ảnh con vật từ vỏ hộp giấy hoặc chất liệu khác tìm được. Tạo dựng được bối cảnh không gian phù hợp, giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình. Trước tiên, chúng mình cùng đến với hoạt động 1, tìm hiểu. Các con cùng nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc, các bộ phận và môi trường sống của một số con vật mà chúng mình đã được quan sát ở tiết 1 nhé. Mời các con quan sát. Khi quan sát, các con chú ý, nhớ lại các bộ phận chính của con vật, đặc điểm, hình dáng, màu sắc của mỗi con vật, hoạt động và môi trường sống của mỗi con vật nhé. Chúng mình vừa cùng cô nhớ lại các đặc điểm của các loài vật. Để thực hiện tạo sản phẩm con vật, chúng mình cần ghi nhớ mỗi con vật có môi trường sống, có đặc điểm và vẻ đẹp riêng về hình dáng, màu sắc, các bộ phận với những hoạt động khác nhau. Khi tạo hình, cần chú ý những đặc điểm này để sản phẩm con vật của các con được đẹp và sinh động hơn nhé. Bây giờ, cô mời các con cùng tìm hiểu về cách tạo dáng con vật từ vỏ hộp giấy và một số chất liệu khác. Mời các con quan sát lên màn hình. Con hãy quan sát theo những gợi ý sau. Có những con vật nào trong mỗi sản phẩm? Hình dáng, màu sắc và đặc điểm của các con vật trong mỗi sản phẩm như thế nào? Các sản phẩm con vật được thể hiện từ chất liệu gì? Chúng ta thấy chất liệu được sử dụng để tạo dáng những con vật này rất phong phú. Con cá được gấp tờ giấy màu và vẽ trên những chiếc đĩa giấy. Con thỏ được tạo từ vỏ hộp sữa chua. Con ếch được làm từ chiếc cốc giấy. Còn con cua, con rùa được tận dụng từ những chiếc vỏ sò. Con chó được tạo từ giấy màu và chiếc đĩa CD cũ. Con bướm được tạo từ những nếp gấp giấy. Con cá thì làm từ chiếc lồng đèn giấy và vỏ hộp giấy. Con mèo được khéo léo kết hợp từ những vỏ hộp giấy mà thành. Đây đều là những sản phẩm rất sáng tạo và đáng yêu phải không các con? Các con có muốn tạo dáng được những con vật đẹp và đáng yêu như vậy không? Bây giờ, cô trò mình cùng bước sang hoạt động 2, cách thực hiện tạo sản phẩm con vật từ vỏ hộp giấy. Con hãy nêu các bước tạo sản phẩm con vật từ vỏ hộp giấy. Để hình dung ra các bước, cô mời các con quan sát video sau. Để tạo dáng con vật từ vỏ hộp, trước tiên con hãy lựa chọn con vật mình yêu thích. Nhà cô có một con mèo rất đáng yêu nên cô sẽ chọn tạo dáng con mèo nhé. Để tạo dáng con mèo, cô đã chuẩn bị một số vỏ hộp giấy. Bây giờ cô sẽ tạo dáng phần thân của con mèo trước nhé. Thân con mèo hình gì nhỉ? À, thân con mèo hơi dài nên cô chọn hình chữ nhật này là phù hợp. Tiếp theo, cô sẽ tạo dáng phần đầu của con mèo. Đầu mèo hình tròn. Chiếc hộp này gần giống đầu mèo đúng không? Sau khi chọn và ghép xong hai bộ phận chính, cô sẽ chọn tiếp đồ dùng để tạo các bộ phận khác của con mèo như đuôi, tai, mắt và ria mép của con mèo. Trong số vỏ hộp cô có ở đây, không có vỏ hộp thích hợp để làm đuôi, tai, chân của con mèo. Nên cô sẽ vẽ các bộ phận đó, cắt dán rồi dính ghép vào thân con mèo. Còn các bộ phận nhỏ khác của con mèo như mắt, mũi và ria mép, cô sẽ dùng giấy màu để tạo dáng. Cuối cùng, cô dính ghép các chi tiết đó để hoàn thiện mặt cho mèo. Đã hoàn thành tạo dáng con mèo rồi đấy, các con thấy con mèo của cô có đáng yêu không? Video, các con đã nhận ra các bước thực hiện tạo dáng con vật từ vỏ hộp rồi phải không? Cô trò mình cùng ôn lại các bước tạo sản phẩm con vật một lần nữa nhé. Bước 1, tìm và chọn những vỏ hộp để tạo dáng con vật mình yêu thích. Bước 2, cắt sửa,
để tạo hình các bộ phận. Bước 3, ghép dính các bộ phận. Bước 4, tạo thêm một số các chi tiết khác cho con vật sinh động hơn. Cô giáo lưu ý các con có thể tạo một hay vài con vật, tạo thêm các hình ảnh bối cảnh xung quanh theo ý thích, tạo dáng tư thế, động tác của con vật cho sinh động. Cô mời các con tham khảo một số sản phẩm tạo dáng con vật từ các chất liệu khác nhau để các con có thêm ý tưởng tạo dáng con vật yêu thích cho riêng mình nhé. Các con vật được tạo dáng từ rất nhiều vật liệu khác nhau, trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu phải không các con? Các con đã sẵn sàng để tạo dáng con vật yêu thích của mình chưa? Chúng mình cùng bước sang hoạt động thực hành nhé! Nhiệm vụ của các con: con hãy tạo dáng con vật theo ý thích của mình từ vỏ hộp giấy hoặc từ các vật liệu tự chọn mà các con tìm được. Cô chúc các con sẽ tạo được sản phẩm con vật thật đẹp, thật đáng yêu nhé! Sau khi hoàn thành sản phẩm, con hãy giới thiệu, chia sẻ sản phẩm của con với người thân. Con có thể chia sẻ theo cảm nhận của riêng mình hoặc chia sẻ theo gợi ý sau. Con đã tạo dáng được con vật gì? Con đã sử dụng những vật liệu gì tìm được để tạo dáng con vật đó? Và con mong muốn truyền tải thông điệp gì qua sản phẩm tạo dáng con vật của mình? Học ngày hôm nay, chúng mình thấy các sản phẩm con vật đều được tạo dáng từ những vật liệu đã qua sử dụng, rất dễ kiếm tìm. Chúng ta không những làm giảm thiểu rác thải ra môi trường, mà từ những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi lại tạo ra được những sản phẩm rất đáng yêu phải không các con? Qua bài học này, chúng ta thấy việc bảo vệ các loài vật và bảo vệ môi trường là điều rất cần thiết với mỗi chúng ta. Các con có thể truyền đi thông điệp này tới những người xung quanh mình nữa nhé, để trái đất của chúng ta mỗi ngày được xanh, sạch, đẹp hơn. Cô giáo nhắc các con hoàn thành sản phẩm, chụp ảnh gửi cô giáo, thu dọn đồ dùng góc học tập của mình cho gọn gàng, chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết 4, trưng bày giới thiệu sản phẩm. Chuẩn bị màu vẽ, giấy màu hay giấy bìa, hồ dán hoặc băng dính hai mặt, kéo và các loại chất liệu tự chọn khác mà con tìm được để trưng bày sản phẩm. Viết lại ý tưởng cho câu chuyện về sản phẩm con vật của con. Các con nhớ lưu sản phẩm đã hoàn thành để khi trở lại trường cho cô giáo và các bạn cùng xem nhé. Giờ học mỹ thuật của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các con trong những giờ học sau. Thân ái chào tạm biệt các con.